thực hiện kế hoạch số 189 ngày 16 tháng 1 năm 2024 của Phòng Cảnh sát Giao thông về việc huy động các lực lượng nghiệp vụ tham gia phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên các tuyến địa bàn trọng điểm miền Tây Quảng Ninh. Tối ngày 19 và 20 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Đông Triều tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ô tô và mô tô trên tuyến đường quốc lộ 18A đi qua địa bàn phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Với quan điểm xử lý kiên quyết triệt để đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, hầu hết các phương tiện khi tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra. Theo ghi nhận, trong hai tối 19 và 20 tháng 1, lực lượng chức năng đã xử lý 48 trường hợp, trong đó 28 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 6 xe ô tô và 22 xe mô tô, 20 trường hợp xe mô tô vi phạm khác. Với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân. Ngoài việc phối hợp với các tổ công tác của Công an tỉnh, từ nay đến Tết Nguyên đán, Công an thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác, phối hợp công an các địa phương, tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.